công ty á. Dạ công ty là làm trường dự án á. Dự án nó làm ở đây. Đây đường này đường thì chính. Thì Lạc Dương, chân núi là Nghệ An. Cái khu này là khu set nè. Khu VIP á. Nó sắp. Khu cao cấp. Và nó ở trên cao, nhìn xuống dưới này. Chỗ này là cái trung tâm thương mại. Này nó toàn bộ nó làm đường hết. Đường thoát nước, đường điện. Mà nó chưa trồng cây. Bên này, cây này. Cây trồng nè. Trời ơi, thằng này mấy năm trời luôn mà giờ nó mới được trồng cây chứ nó mới làm được cái đường này.